Ô thế bà có thể chia sẻ mọi người là cách nào mà giúp cho công ty văn phòng của bà lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng thế này không? À, đây, tôi dùng máy hút bụi công nghiệp Kumisai KMS35A, dung tích 35 lít, buộc cho không gian từ 100 đến 800 mét vuông nha bà. Nếu anh chị đang tìm kiếm một máy hút bụi công nghiệp giá rẻ dành cho văn phòng, gara, xưởng ô tô mà đến từ thương hiệu uy tín thì anh chị có thể tham khảo ngay máy hút bụi công nghiệp Kumisai KMS35A. Và chi tiết như thế nào thì hãy cùng Điện Máy Yinfast khám phá ngay bây giờ nhé. Ưu điểm của máy hút bụi khô ướt này đó chính là lực hút mạnh nhờ vào công suất 1.800W, lưu lượng khí 125 lít trên giây. 7 phụ kiện đi kèm với máy bao gồm một túi lọc bụi, một ống nối mềm, một đầu chuyển tròn, một đầu hút khe, một bàn hút bụi, một bàn hút nước và hai ống dẫn hướng inox. Tùy vào mục đích sử dụng, người dùng sẽ lựa chọn phụ kiện phù hợp. Đầu chuyển tròn giúp vệ sinh rèm cửa, sofa. Đầu hút khe giúp vệ sinh các ngóc ngách nhỏ khó vệ sinh như nội thất ô tô. Mẫu máy này có thể hút bụi khô và bụi ướt. Thân máy được làm bằng thép dày cao cấp, không gỉ, chống chịu lực tác động từ bên ngoài nên vô cùng chắc chắn. Với máy hút bụi công nghiệp Kumisai KMS35A dung tích 35 lít và với rất nhiều phụ kiện như thế này, thì anh chị có thể là vệ sinh ở rất nhiều các khu vực khác nhau. Và thông số chi tiết thì em có để ở phần phía dưới link ở phần mô tả rồi, anh chị click vào nha. Và cảm ơn anh chị đã theo dõi hết video. Anh chị đừng quên ủng hộ kênh một nút like cũng như một nút subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào trong tương lai nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video lần sau.